Ngày hôm nay Lộc với Loan muốn chia sẻ cái khách sạn này. Tại sao mà nó rẻ mà tại sao mà mình thích cái chỗ này? Okay. Mình nói rẻ không phải rẻ mà ý mình so với lại những cái mùa này nó rẻ. Mình đi sau cái ngày 25 tháng 8 là nó sẽ rẻ hơn, là bởi vì nó hết mùa hè. Ví dụ như cái khách sạn này, nếu mà Hồng Loan book mà trước ngày 25 tháng 8 là giá là khoảng 1.500 cho một người lớn. All inclusive, đó là ăn uống là tất cả miễn phí hết. Ăn uống là miễn phí hết, là 1.500 cho một người lớn. Ví dụ Loan Lộc ở một phòng đó, là 3.000. Bé Gia Linh, bé Trứng đó, thì là nhỏ thì họ không có tính tiền ở, giống như là họ chỉ tính tiền là phục vụ với lại tiền vé máy bay thôi. 1.500 là bao gồm vé máy bay luôn nha quý vị. Và Hồng Loan thường đó, thì Hồng Loan book là qua Costco, là bởi vì mình thấy Costco cái dịch vụ của nó rất là tốt. Nó uy tín, nó bao gồm luôn xe đưa đón mình không phải book lắt nhắt. Hồng Loan thử mình book máy bay riêng, mình book khách sạn riêng, rồi mình book cái xe đưa đón riêng, tính ra giá nó không có rẻ hơn. Và Costco, khi mà mình book Costco họ còn cho mình cái tiền lại nữa, ví dụ 100-200 tùy cái giá trị mà mình book. Cho nên đi thời điểm này thì coi như Loan Lộc với là bé Trứng là sẽ được rẻ hơn khoảng, trời ơi, một rẻ hả? Cảm để ví dụ như mình đi mà vào cái điểm cao điểm của mùa hè đó là phải cỡ chừng hơn 4.000. Nhưng mà mình đi cái giai đoạn này đó, Loan với Lộc với bé Linh đó, là khoảng 2.800. Cũng rẻ ha, thì rẻ hơn nhiều. Mỗi người lớn là khoảng 1.100 thôi, mỗi người lớn 1.100 thì nó rẻ hơn nhiều. Nhưng mà ở chung phòng nhau, hai người lớn ở chung phòng với nhau á, thì hai người á là khoảng 2.200-2.300. Còn nếu mà mình đi một mình mà mình book một phòng á thì mắc lắm, phải 1.800-1.900 lận cho một người. Cho nên Hiếu đi chung, mà Hiếu mà một mình một phòng á thì mắc quá, cho nên Hiếu phải ở chung Loan Lộc luôn, thì tính ra ba đứa mỗi đứa 1.000. Tính là quá rẻ ha. Cộng với bé Trứng mấy trăm nữa. Tính ra thật ra là rẻ, là bởi vì cái môn thơ này á, Hồng Loan đi nhiều rồi. Hồng Loan thấy cái chỗ này là Moon Palace, là nó rộng, nó đẹp nhất, nhà hàng nó nhiều nhất, và mình thích nhất là mình chọn nó có nhà hàng châu Á. Đúng rồi, nó có hai nhà hàng Nhật, và nhà hàng Nhật á thì nó có đồ ăn Thái luôn, nó có đồ ăn Tàu ở trong đó luôn. Cho nên thật sự mình đi mà 5 ngày là mình rất là thèm ăn đồ châu Á. Mà ăn đồ Thái chứ đồ Nhật nó là phái khẩu nhất. Đúng rồi, đúng cái gì châu Á đó. Đồ Tàu thì cũng ok, mà nó hơi dầu mỡ, mình ít có thích ăn được. Như Lộc chia sẻ với quý vị, cái nhà hàng Nhật đó, ăn nhiều món người cũng ngon. Nó không có phong phú lắm, nhưng mà nó vừa đủ cho mình ăn, nó có món này, món kia, món nhỏ ha. Thì Hồng Loan book trên Costco là nó bao gồm hết luôn quý vị. Nhưng qua quý vị thấy là tới là có BD nhé, BD đó mình. Là best day đó quý vị. Best day, mấy người đó là xe transfer đó, nó gọi là transfer từ sân bay cho đến khách sạn luôn. Và ở trong cái Moon Palace này họ có một cái bàn giống như một văn phòng nhỏ của best day ở đây luôn. Để mà mình muốn đổi chuyến bay hoặc là mình muốn sửa đổi gì đó thì mình liên lạc thẳng trực tiếp với người ta, và người ta sẽ lên văn phòng người ta đổi cho mình liền. Nó an toàn và mình yên tâm nữa. Còn một phần nữa là khi mà mình đến sân bay đó, mình đến sân bay thì mọi người, rất là nhiều người họ giống như họ chào đón mình bằng những cái dịch vụ khác. Nhưng mà quý vị đừng có quan tâm, đừng ngừng lại nha. Nếu mà đi thì đi thẳng ra tới cái chỗ mà mình hẹn luôn, đừng ngừng lại bất cứ người gì, và đừng đưa cái giấy tờ gì cho họ hết đó. Họ níu kéo mình, họ kiếm chát nhiều lắm. Ở bên đây mà xứ này cũng xứ nghèo, rồi du lịch mà, bởi vậy người ta kiếm tiền được gì thì người ta kiếm. Bây giờ tụi em đang trên đường đi tới chỗ thử test COVID, chuẩn bị đi xuất ngoại. Hello, ba đứa tụi em đi thử COVID-19. Đáng lẽ hôm nay có bé Trứng đi thử nữa, mà bé Trứng đi chơi với bạn rồi nên ngày mai bé Trứng mới đi thử. Bây giờ ba đứa mình thử trước. Ba đứa mình bị chọt trước. Mình book online á, thử free, cho nên thử luôn ba đứa. Đáng lẽ mình chỉ cần thử một đứa rồi. Bệnh không bệnh gì á, đứa là biết rồi. Rồi bây giờ quẹo vô nha. Rồi quẹo vô Walgreens drive-thru test COVID.
test này là đưa cái kit cho mình giống như bữa bé trứng thử đó, rồi mình tự chọn. Ủa tự chọn hả? Tự xử. Em muốn anh chọn cho em không? Thôi. Rồi bây giờ mình vòng bên kia phải không? Bên đây, bên đó, vòng ra. Vòng qua bên đó. Đi thử Covid này bận cái áo màu ít nổi ha. Nhìn xa vậy chứ mà thấy cũng rất là gỗ. Rất là gỗ gàng. À, bắt buộc phải đeo vô khẩu trang vô. Dù mình có hay là không có cũng phải đeo. Tại vì thử Covid bắt buộc. Bữa tốn 25 dẫn gia Linh đi thử antibody. Không có. Không có. Hello. We do it called Covid test. I'm sorry? The Covid test. Yes, I do Covid test. Yes. Yeah. I'm sorry? For both of you? Three of us. All three of you? Okay, maybe they'll do ID print. Okay. Muốn mình đưa cái giấy này cho nó hả? Lúc mà mình lên máy bay. No, không cần nữa. Nó đâu request mình đâu, tại mình muốn thử cho chắc ăn để mình đi nước ngoài thôi. Nhưng mà lúc mình quay về thì mình cần. Quay về thì cần. That's why mình phải thử. Thử mình đi cho nó an toàn. Okay. Thank you. I got the first one for one. All right. And for love. All right. Thank you. All right. Thanks. Mỗi đứa tự xử gì hả? Ừ, tự bẹt vô rồi mấy đưa lại cho nó đâu có đi được. Từ lấy ý kiến không? Yeah, lấy cái này, hai cái này ra thôi. Đúng không? Dạ, yeah, hai cái này ra thôi. Rồi, ngoáy vô. Đang ngứa nè. Ngứa luôn mũi vậy. Ngứa luôn mũi. Thế của anh được chưa? Dạ. Em. Chọn lại tỷ. Rồi. Chọn lẽ gì? Chị chọt không đau hả tỷ? Không. Chị chọt không đau. Chọt sâu sâu vô một chút nha. Nhột quá. Quẹt bên đâu lâu qua một chút rồi, quẹt bên đâu lâu một chút rồi lấy ra rồi. Dạ. Như thế hả? Ừ. Rồi cái bẻ ngay cái chỗ cái khớp của nó đó. Hai bên luôn hả tỷ? Hai bên. Bỏ bên này xong bỏ bên kia. Bên được không? Ừ. Rồi xong rồi bẻ chỗ cái khớp đó. Nhột quá tỷ ơi. Rồi bỏ vô. Nước ha. Giống mấy lỗ tai quá. Đừng có thử giống mà bên Trung Quốc chọt vô chọt cái hồng môn. Trung Quốc nó có vậy đó tỷ. Tự nhiên thử khác mình chọt cái hồng môn đây đó. À, kỳ vậy. Cái này qua đường hô hấp mà. Sao chờ đợi trong vòng từ 24 cho tới 60 tiếng hả? À. Là có kết quả. Nhột cái mũi quá. Ừ. Giấy này mình giữ hả? Giấy này mình giữ để mình có cái tracking nhé. Good. Okay. Alright, thank you so much. Thank you. Have a good one. You too. Bye. Bye. Mình quấy thì còn đỡ nha. Người ta quấy như mình, người ta đâu biết cái độ mình đâu, người ta quấy như sao tỷ. Đau lắm á. Nhưng mà trước giờ tôi thấy đâu tự quấy đâu mà, chứ đâu có ai quấy đâu. Hôm bữa đi thử bên kia. Người ta ngoáy, miếng sọt không ngoáy tí là đâu có đau gì đâu. Nhột. Chỉ gửi thằng kia ở gần phi trường trên quay, mình cũng tự ngoáy, không có ai ngoáy hết. Rồi, hồi hộp chờ kết quả nha quý vị ơi. Mà tụi em chỉ cần biết kết quả của một người thôi. Một người là biết hết ba người. Rồi, hôm nay Linh đi đâu đây? Con đi thử hả? Con đi thử Covid hả? Đáng chi? Test không có COVID-19 or not, test mình đi Cancun. Đi Cancun là mình đi xuất ngoại nha. Mình đi xuất ngoại. Xuất ngoại là gì biết không? Xuất ngoại là mình đi ra khỏi nước Mỹ, qua một cái nước khác.
Linh hôm nay là Linh đi thử lần thứ hai rồi, Linh biết rồi. Ừ. Linh kinh nghiệm rồi ha, Linh đâu sợ nữa phải không? Mà con sợ một xíu. Con vẫn còn sợ một chút hả? Con vẫn sợ chút xíu. Mẹ làm con sợ mẹ nó bỏ rồi đó, đúng rồi mất. Bỏ lên chừng nào mà mình thấy nhột quá là nó mới đúng. À, một lát con muốn mẹ làm cho con hay con tự làm? Con tự làm mà con phải sợ. Bỏ nó đi. Con sợ. Sâu rồi, không có sợ. Con để vô cái con lựa cái cây ấy, con lựa cái chỗ nào mà con thấy mà nó có chỗ mà con đẩy lên được thì mình đẩy lên, không có đau gì hết. Cái cây đó nó nhỏ lắm. Linh gan mà Linh còn dám uống thuốc mà Linh tự uống luôn mà. Bây giờ Linh uống thuốc viên được rồi. Uống thuốc viên luôn hả? Uống thuốc viên ha. Wow. Bỏ vô miệng uống nước vô uống được. Không còn giống mình bé nữa hả? Rồi, bây giờ đợi 2, 1, 2 cầm cái đi lên đi để nó rớt. Còn 2 chiếc xe nữa là tới mình. Bây giờ người ta đi lấy thuốc chứ là người ta đi thử vaccine á, xử COVID á là người ta đi try through không à, đi đi nhanh không à, không có đi vô trong, đi ngoài thôi. Rồi tới Linh nha. Có xích lên con. Sợ quá, muốn chết luôn, sợ muốn chết luôn. Sợ không chết luôn à. Lần thứ hai rồi mà sợ không chết luôn gì cô. Hai 9 tuổi rồi nổi mụn rồi. Đâu? No. Cho bà coi coi nó mụn đâu. Xíu mụn nè. Ờ vậy hả? Sắp dậy thì phải không? Dậy thì. Dậy thì lấy gì biết không? No. Là tới tuổi tuổi teen đó. Teenager. Vì có gì kêu vậy? Con làm tự mình con. Rồi, làm đi. Cầm đây nè, con gần gần lên. Rồi, ngửa cái mặt ra, để vô. Để nó sát qua bên đây. Con phải làm cho nó ướt cái bông gòn đó nha. Đụng vô cái đầu đó. Dạ, yeah. Phải làm ướt vô giống như. No thật. That's the second time rồi. Lại đi con. Lần thứ hai rồi. Cô chờ. Nào. Đẩy qua bên đây. Don't. Không, mẹ không có đụng. I know mà mẹ đang có sợ. Không có đâu. Ừ. Vô nữa trên. Nó dính cái. Nó xoay vậy nè. Sát nó qua bên đây nè. Đẩy cái đầu qua bên này. Chứ không có đẩy vô. Nó nó ngược. Không, con bị ngược lại. Đây mẹ chỉ. Đúng rồi cho. Đó. Nè mẹ show cho nè. Nó ướt không? Nó ướt là tại nó phải có đẩy qua sát bên đây nè. Đó, vậy thì con không đau. Rồi đẩy vô, kiếm cái chỗ nào mà con thấy con đẩy vô được thì con đẩy vô. Rồi. Đem nó ngoài ngoài quá. Rồi gãy đi, giờ có viên gãy rồi. Xong, đến. Nhột quá. Thank you. Mm-hmm. Thank you. You too. Chưa dễ không Linh? Sợ. Quá dễ luôn. No. Nay sợ. Gan hơn bữa rồi. Nhưng mà hôm nay nên con gan hơn. À. Thì sau khi mà họ làm xong thì mình check trong email hoặc là nó có cái code ở đây nè để mình check. Mình tracking. Tracking. Nó có số để mình tracking. Con làm mà ba nhột mũi là sao Linh? Bây giờ nè, mình về nhà và mình chờ đợi kết quả coi như thế nào. Bye bye. Bây giờ ngồi trong đây để mình thử COVID trước khi mà mình lên máy bay về Mỹ. Có kết quả. Rồi, giờ thử COVID nha. Thử cái này là nói là 3 minutes. She knows how to do that. She knows how to do it. Can she do it herself? For her, you just give it to her and she do it. Yeah. The little girl. Many times in USA. Yeah. You can do for me, for him, for her, but like for her. Chỉ cần thử người thôi. Okay, done. Okay, next. Để mẹ đái số thì có chữ. Mẹ nói số là hả? Six, three. Six. Okay. The mouth. Very nice. Okay. Done.
nhục quá. Not hurt, but just a little bit tickle. Tickle. Nhột. Okay, 6-4 or 6-1 hả? 6-1. 6-1, okay. 6-1 hả? 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 Okay, you can do it by yourself. Nó quay gì dữ vậy? Ờ, ở đây nó nhiệt lên. Kiểu này là kiểu giống như bên, hình như là bên phía Việt Nam mình cũng làm, đó là trên cái thẻ, cái miếng thẻ rồi nhả cái nước nó vô rồi nó hiện ra mấy gạch gì đó. Mà mình hồi đó giờ bên Mỹ thì làm khác. Bên Mỹ thì mình gửi cái kết quả của mình vô một cái lab, hoặc mình phải đợi vài ngày nó mới báo cho mình biết.